ngày tới thời tiết có phù hợp với lịch trình cá nhân của quý vị hay không. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra bản tin cập nhật dự báo thời tiết 10 ngày tới, cụ thể như sau. Bắc Bộ, ngày 25 tháng 3 có mưa rào và dông rải rác, trời chuyển mát. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ngày 25 tháng 3, phía Bắc, Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có nắng nóng. Khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 25 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 như sau. Bắc Bộ, đêm 25 tháng 3 và từ ngày 27 đến 28 tháng 3, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 25 đến 28 tháng 3, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.